Hoa Kiến Hoa thân thiện trong mắt người qua đường. Hoa Kiến Hoa trước nay đều bị nhận xét có gương mặt lạnh lùng, kém thân thiện. Hiện tại, Hoa Kiến Hoa đang có mặt ở Bắc Kinh, Trung Quốc để chuẩn bị bước vào quá trình quay dự án mới sau nhiều năm ở ẩn chăm sóc con gái. Mới đây, một người hâm mộ tình cờ bắt gặp Hoa Kiến Hoa đi dạo trên phố. Trong hình, Hoa Kiến Hoa đeo kính đen, gương mặt nở nụ cười nhẹ khi chụp ảnh chung với người hâm mộ. Netizen này cũng tiết lộ về tính cách ngoài đời của ông xã Lâm Tâm Như. Theo người này, thực tế Hoa Kiến Hoa ở bên ngoài không khó tính, lạnh lùng như lời đồn. Nam tài tử được nhận xét là thân thiện và nhiệt tình khi tiếp xúc với công chúng. Ngày trước, Hoa Kiến Hoa luôn bị nói là có gương mặt khó gần, bởi luôn xuất hiện với gương mặt có phần cau có, ngay cả trong đám cưới của chính mình. Chính gương mặt này mà Hoa Kiến Hoa vướng nghi vấn bị Lâm Tâm Như ép cưới. Bên cạnh đó, người này cũng nhận xét chồng Hoa Kiến Hoa ở ngoài gầy và điển trai, hoàn toàn không giống với những khoảnh khắc được đăng trên mạng trước đó. Có thể thấy, dù đã ở tuổi 43 nhưng phong độ của Hoa Kiến Hoa chưa từng xuống cấp. Hoa Kiến Hoa cùng Hồ Ca, Nghiêm Khoan được xem là những mỹ nam của showbiz hoa ngữ. Hoa Kiến Hoa ngày trước khiến công chúng mê mẩn bởi gương mặt điển trai chuẩn cực phẩm, đặc biệt là khi tham gia các dự án phim cổ trang, ngoại hình của ông xã Lâm Tâm Như càng lên hương.